Ly mời quý vị nghe tiếp một cái bài của Linh Mục Trần Tam Tĩnh. Ly cũng xin nhắc lại là vị Linh Mục này là viện sĩ Viện Hàn Lâm Hoàng gia Canada. Thì Ly đọc cái phần này là phần 6 trong cái cuốn sách là Thập Giá và Lưỡi Gươm của ông. Bài này có tên là Tài Sản của Giáo Hội. Nghe bài này quý vị sẽ hiểu cho cái nỗi oan của người cộng sản bị luôn luôn bị chúng nó vu khống, bị nó ngậm máu phun người, bị nó tuyên truyền. Cho nên đầu óc của con chiên lúc nào trong mắt đầu óc con chiên thì cộng sản cũng là xấu xa. Mời quý vị nghe, đây là lời của một vị linh mục hiện sống ở nước ngoài. Trong lĩnh vực tài sản của giáo hội còn có một đụng độ khác đào rộng theo cái hố ngăn cách giữa giáo hội và nhà nước. Trong cuộc cải cách ruộng đất, chính phủ chỉ trưng thu các tư liệu sản xuất, còn các loại bất động sản và động sản khác như nhà thờ, chủng viện, tòa giám mục, nhà sứ, nhà hội, bàn ghế, đồ thờ, áo lễ thì không bị đụng tới, tức là cộng sản họ tôn trọng tuyệt đối như vậy. Nhiều giám mục và linh mục căn cứ vào pháp luật bảo vệ các cơ sở tôn giáo nên ra sức bám giữ các của đó một cách quá sốt sắng. Về vấn đề này, chúng tôi ghi lại đây những gì đã biết trong chuyến về thăm miền Bắc Việt Nam. Ông ghi lại trong chuyến ông trực tiếp về Việt Nam nhé. Khi về thăm Nam Định, một thành phố bị tàn phá đến 80% do bom đạn Mỹ, tôi trông thấy hàng ngàn cháu phải học hành trong những mái nhà tranh được dựng sơ sài bên cạnh tòa nhà hay lầu lớn bỏ không. Mấy nhà này là Đại Chủng Viện Thánh An B trước kia, Trường Thánh Thomas và nhà thờ Khoái Đồng. Cảnh đối chọi càng nổi rõ hơn, và cả nhà trường bằng tranh kia, mái tranh vách đất đang bị đe dọa vào mùa mưa. Còn học sinh thì phải đi học 3K vì thiếu chỗ, ca sớm, ca chiều và ca tối. Tôi hỏi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại sao không sử dụng các tòa nhà lớn bỏ không đó làm trường học? Ông trả lời tôi với cái mỉm cười lịch sự: các tòa nhà đó là của giáo hội, chúng tôi không dám đụng tới. Mặc dầu có tôn trọng các cơ sở như thế mà chúng tôi vẫn bị mang tiếng là phá đạo. Nếu chúng tôi đem các cháu vào học trong đó thì sẽ càng bị tố cáo hơn. Rồi ông thêm rằng các ngôi nhà đó bắt đầu hư hỏng rồi. Tuy vậy, giáo hội vẫn từ chối không cho mượn, tức là chính phủ cũng có mượn nhưng mà giáo hội cương quyết không cho mượn. Đó. Không cho mượn để làm nơi dạy học cho các cháu. Giàu là làm bệnh xá. Chưa nói đến chuyện cho những người không có nhà vào ở. Trong giáo xứ GNL, địa phận Bùi Chu, bên cạnh nhà thờ có một nhà hội lớn xây bằng gạch bỏ không. Năm 1972, Ủy ban xã quyết định mở thêm các lớp trung cấp cho hết hệ 10 và đã đến xin mượn nhà hội đó cho các em học đỡ. Đang lúc chờ xây nhà mới, nhà hội, nhà xứ chỉ được phép cho sinh hoạt thuần túy tôn giáo thôi. Và điều trớ trêu là 75% các em học sinh là con nhà công giáo nhưng mà không cho mượn. Về việc sử dụng các cơ sở tôn giáo, nhà thờ, nhà nguyện, nhà hội, sân nhà thờ, trong một thư mục vụ đề ngày lễ thánh năm 1961, Giám mục Thái Bình đã ra vả tuyệt thông tức khắc cho các linh mục giáo dân nào sử dụng hoặc cho phép sử dụng hoặc cho mượn các cơ sở đó và những sinh hoạt không trực tiếp liên hệ tới việc thờ phụng. Giám mục đó đã phạt vạ nhiều người chức việc giáo xứ vì đã cho hợp tác xã phơi lúa trên sân nhà thờ. Trong một thư chung ngày 1 tháng 11 năm 73,
Giám mục ấy còn lặp lại lệnh cấm đoán đó và cả vạ tuyệt thông, để không thôi nha, tuyệt đối không cho, kể cả cho phơi lúa trong sân nhà thờ. Trong các vụ ném bom tàn bạo nhất của Mỹ, người ta mong được các giám mục cho nhờ các tòa giám mục rộng lớn, các nhà chủng viện để chứa những nạn nhân bị bom hoặc những người đã cháy mất nhà cửa hay là bị thương. Các cố thừa sai ngoài việc trưng thu đất ruộng nhà chung, còn một số dữ kiện góp phần cho các vị lãnh đạo giáo hội tin rằng chính phủ không chịu tôn trọng tự do tín ngưỡng và thờ cúng, như sắc lệnh 14 tháng 6 năm 1955 đã đảm bảo. Chẳng nói gì những sai phạm hồi cải cách ruộng đất mà nạn nhân không những là các địa chủ mà cả nhiều cán bộ của đảng và ủy viên các ủy ban hành chánh. Cần nhắc lại việc từ chối không gia hạn cư trú cho hai giám mục thừa sai và một tá linh mục thừa sai Pháp và Canada. Chính sách bài thừa sai đó xảy ra 30 năm sau mối lo lắng của Đức Pio XII đã tiên đoán rằng có ngày những kẻ bị trị sẽ trục xuất khỏi nước họ binh lính và thừa sai để xác lập chủ quyền của họ trên đất nước mình. Đằng khác, quá khứ không mấy vinh dự của hoạt động truyền giáo tại Việt Nam, nhưng trong tư tưởng các thừa sai thì lại nằm trong quỹ đạo của lịch sử. Sự đáp trả của giáo hội trước bàn tay đưa ra, khỏi cân nhắc lại rằng những người kháng chiến bị hành hạ tại nhiều nơi do người Công giáo nhân danh tôn giáo, nhân danh cuộc thánh chiến chống cộng. Cử chỉ hòa giải đầu tiên của cụ Hồ Chí Minh là đã phải khóc khi có dịp dựa vào vai của giám mục Trịnh Như Khuê. Sau đó, cụ đã ra lệnh ân xá cho tất cả những người Công giáo đã từng cầm súng đánh Việt Minh. Nhằm tránh các vụ trả thù cá nhân hoặc tập thể, những làng lương đối với các làng giáo đã từng được Pháp vũ trang để tiêu diệt Cộng sản. Bác đã phái tới các vùng phát diệm Bùi Chu, Thái Bình những toán cán bộ chuyên môn để giải thích cho bà con bên lương chính sách khoan hồng và hòa giải của chính phủ. Đó, cứ vì khoan hồng, vì nhân nhượng cho nên chúng nó mới dậy đó quý vị. Bây giờ ta phải rút ra, bác Hồ là nhân nhượng khoan hồng, bác Hồ muốn đoàn kết nhưng đâu có được đâu. Tại những làng mà cha xứ quá hung hăng đã hạ tượng Phật xuống và đặt tượng Chúa và Đức Mẹ lên thay thế, cán bộ Việt Minh đã thuyết phục được người lương đừng phá các tượng của bên giáo, nhưng kêu giáo dân tới hạ tượng xuống và rước về nhà thờ mình. Các linh mục từng là cụ sứ, đại úy vẫn được đứng đầu giáo xứ và tiếp tục được thi hành chức vụ, chỉ trừ một số ông đã phạm những tội ác quá nặng nề như chôn sống du kích, bắn giết bừa bãi nam nữ và trẻ em, đã bị giam trong trại cải tạo. Nhờ một đường lối hết sức khôn ngoan, nhờ sự áp dụng rộng rãi ân xá, khá đông các linh mục từng thề nguyện không đội trời chung với Cộng sản đã trở thành những người yêu nước. Việc mục vụ của các linh mục ấy lại rất cần cho giáo hội vì vụ băng hoại di cư 1954-1955. Muốn biết tình hình giáo hội miền Bắc, chỉ cần xem bảng liệt kê sau đây. Tức là cái bảng mà năm bao nhiêu thì ở Hải Phòng, Thái Bình là đi ra bao nhiêu quý vị. Bảng thống kê trên đây cho thấy rằng sau khi di cư, số linh mục còn lại so với giáo dân rất thấp, nhất là tại các địa phận Thái Bình, Bùi Chu, Bắc Ninh, Phát Diệm, Hải Phòng. Cần thêm rằng cuộc di cư đã bứng hầu như hết các nam nữ thanh niên, hầu hết các chủng sinh chỉ trừ ở Vinh. Để vá các lỗ trống và tái thiết giáo hội và đáp trả bàn tay đưa ra của cụ Hồ Chí Minh, lẽ ra giáo hội phải có một đường hướng hòa dịu hơn. Tiếc thay, năm 1955, người ta vẫn sống trong bầu không khí chống cộng của Pio 12, cái thằng giáo hoàng mà suối Mỹ ném 6 quả bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ đó quý vị. Còn được hâm nóng lên bởi cuộc chiến thế giới tự do chống lại thế giới cộng sản. Theo đề xuất của Câm Sứ
của khâm sứ Dulay, Rome đã thay thế các mục tử bỏ chạy bằng các giám mục có thể nói là không thân thiện gì với chế độ, cũng không cởi mở gì trong các vấn đề của giáo hội sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Giám mục Phạm Năng Tĩnh, cựu thư ký và cánh tay phải của giám mục Phạm Ngọc Chi, lãnh tụ của đạo quân công giáo Bùi Chu trước kia, hai vị cựu đại úy và hai nhân vật chủ chốt tổ chức di cư hồi năm 1954. Trong một nước bị chia cắt mà đế quốc Mỹ chi phối mạnh mẽ cả miền Nam, cử chỉ nói trên của Vatican là vụng về, nếu không muốn nói là thù địch, khiến Hà Nội phải cảnh giác đối với hàng giáo phẩm, nhất là từ 1961, CIA tăng cường các hoạt động bí mật chống phá miền Bắc bằng cách gửi ra Bắc các toán biệt kích, gồm hầu như toàn người công giáo gốc Bắc di cư vào Nam. Kế hoạch thả truyền đơn nhằm tuyên truyền chống cộng, thả dù những toán phá hoại và dò thám đã được Kennedy phê chuẩn ngày 23 tháng 4 năm 61. Như tài liệu mật lầu Năm Góc đã tiết lộ, tài liệu này còn trình bày chi tiết hơn các hoạt động dưới nước, các hoạt động tâm lý chiến và các hoạt động thả dù thực hiện năm 1964. Sử dụng ưu tiên người công giáo, các cựu trùng sinh để dễ tiếp xúc được với các cha xứ và giáo dân miền Bắc. Theo nguồn tin Bắc Việt, các hoạt động đã bị thất bại vì người dân công giáo ở miền Bắc đã ý thức hơn và không thể mắc bẫy đế quốc như hồi 1940 nữa. Phần lớn các toán biệt kích nhảy dù hoặc đổ bộ đã bị bắt, chính bà con công giáo đã giao nộp lại cho công an. Tuy nhiên, thái độ của hàng giáo phẩm và một phần giáo sĩ vẫn không được rõ ràng. Bài báo học tập được nhắc tới trên kia ghi nhận lại tình hình như sau. Nói chung, các giáo hội Phật giáo Cao Đài và Tin Lành đều thống nhất về quan điểm chính trị với đa số tín đồ của họ phát triển ngày càng tốt lòng yêu nước và ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tại nhiều tỉnh, huyện hoặc giáo xứ, bà con công giáo cùng với những người chịu trách phụ trách và các linh mục yêu nước đã xây dựng giáo hội địa phương của họ phù hợp với luật pháp nhà nước và đã có những sinh hoạt yêu nước. Nhưng tại một vài nơi, giáo hội công giáo chưa cùng đứng về một phía với giáo dân trong con đường cách mạng. Một số phần tử xấu trong giáo hội vẫn còn lợi dụng cách sinh hoạt tôn giáo để ngăn cản giáo dân tham gia các phong trào và tổ chức cách mạng. Từ 20 năm nay, giáo hội miền Bắc giống như một tấm vải, trên đó sợi ngang thì mới, mà sợi dọc thì cũ. Nhiều vị lãnh đạo giáo hội đã thưởng thức quá lâu thứ rượu cũ dành riêng cho giai cấp ưu đãi, nên khó mà vui lòng với thứ rượu mới chung với toàn dân. Các vị lãnh đạo nhà nước tại nhiều cấp là những người đã từng chịu cơ cực quá nhiều trong quá khứ, đã từng nếm mùi cay đắng ghê gớm của chủ nghĩa chống cộng, nên khó mà quên nhanh được. Hơn nữa, nguy cơ của thực dân không phải là chuyện quá khứ, có thể bỏ qua luôn, nhưng nó còn là chuyện trước mắt. Chính phủ nào cũng lo ngăn ngừa việc từ chối gia hạn cư trú cho thừa sai nước ngoài, tuy có thể bàn cãi về cách xử sự riêng với ca này ca nọ. Việc giới hạn tự do đi lại của các giám mục và một số linh mục đều là hậu quả của một bối cảnh lịch sử. Một nhân chứng từng trải các vấn đề miền Bắc nói với tôi rằng, việc thành lập tại miền Nam các toán biệt kích công giáo theo hướng Bắc tiến, những cuộc viếng thăm qua lại của Hồng Y Penman, việc Vatican công nhận Ngô Đình Diệm, tất cả những điều đó lộ ra một thái độ hàm hồ dị nghĩa, hay đúng hơn, thiên vị của giáo hội tại miền Bắc hồi còn khâm sứ Dulay và sau đó hàng giáo phần vẫn tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt thư chung 1951, tuyệt thông với Cộng sản, từ chối bí tích cho người kháng chiến chống Pháp và những người công giáo tham gia hợp tác xã hoặc hợp tác với chế độ,
Tệ hơn nữa, tại một số địa phận, các giám mục còn từ chối không làm các phép cho cha mẹ nào gửi con đi học trường công. Từ lúc Mỹ bắt đầu các cuộc ném bom ào ạt năm 1965 cho tới khi chấm dứt vào cuối tháng Chạp năm 1972, giáo hội chính thức đã giữ im lặng một cách kỳ lạ. Mặc dầu nhiều thành phố làng mạc bị tận diệt, mặc dầu nhiều nhà thờ, chùa chiền, nhà thương, bệnh viện bị tàn phá, hàng ngàn người vô tội bị giết, một số giám mục còn nói rằng nếu Mỹ có ném bom nhà thờ, 575 nhà thờ bị phá hủy hoặc hư hại. Nếu Mỹ có ném bom nhà thờ, thì đó là do chiến thuật của Cộng sản dùng bom Mỹ để phá tôn giáo. Đó, cái gì cũng đổ cho Cộng sản, quý vị. Phải chăng họ hy vọng rằng những toán công giáo Mỹ đến dùng vũ lực để giải thoát họ khỏi ách Cộng sản như giám mục Pugine và Pellerin thế kỷ 19? Phải chăng họ đã quá tin vào các buổi phát thanh của các đài tiếng nói tự do và nhiều đài đen khác do CIA thiết lập để loan báo mỗi ngày cho họ rằng giờ giải thoát đã gần, chẳng biết nói rằng đúng hay nói rằng không? Hết, để ngưng lại ha quý vị ha.